Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của Duy Điệu Đế TV nha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Đó thì quãng thời gian qua thì bọn mình rất ít ra video nha mọi người nha. Thì rất mong mọi người thông cảm nha. Thì quãng thời gian vừa qua ấy thì bọn mình rất bận. Đấy, thì mình cũng mới lấy được con xe này mọi người nè. Đó, vừa xây nhà. Duy thì bệnh ốm đủ các kiểu, tất cả các kiểu con đà điểu. Nói chung là rất là bận nha mọi người nha. Đó thì mới qua đi khám xong. Đó thì mình mới lấy con xe này mọi người thấy có đẹp không? Đó thì bây giờ mình sẽ nổ cho mọi người xem nha. Đó, trong quãng thời gian tới thì mình sẽ làm một số cái video vlog cho mọi người. Nó liên quan đến con xe này, tại vì mình thấy nó rất là vui mọi người ạ. Đó thì mọi người có cái ý tưởng nào thì mọi người nhớ comment ở bên dưới về cái ý tưởng về cái xe này nha. Đó thì bây giờ mình sẽ nổ cho mọi người xem nha. Úi giời. Đấy thì bây giờ mình sẽ nổ cho mọi người xem nha. Con xe này nổ quê lắm mọi người ạ. Tiền thì cũng có, tiền thì cũng nói thật là cũng không có, đi vay người ta để lấy cái đam mê để giải mọi người ạ. Rồi thì mình đã review cho mọi người xem được cái, nói chung là nghe được cái tiếng nổ con xe mình mới mua mọi người. Nghe hay lắm mọi người, quê lắm. Đó thì mọi người thì hay nhớ like, subscribe và chia sẻ cho mình nha. Nếu mà ai có ý tưởng nào ấy thì về cái con xe này ở chốt hay là làm một cái clip nào đó vui vui ấy, thì mọi người nhớ comment ý tưởng bên dưới nha. Có thể mình làm thêm một số cái clip nào đó liên quan đến vlog cho mọi người. Để cái kênh nó lấy lại tương tác nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video mình. Tạm biệt tất cả anh em nha.